Xin chào mừng quý vị các bạn đến với kênh của Đức Vũ. Lời đầu tiên xin cầu chúc tất cả quý vị và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiếp tục chương trình 3 phút mỗi ngày, hy vọng là chương trình này sẽ tạo cho quý vị các bạn động lực, nhiều hạnh phúc mỗi ngày. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn về 8 nghệ thuật sống của người trí tuệ. Có một câu nói như thế này: có tâm ắt có tầm. Thứ nhất, thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh. Có câu nói: trí thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Trong đại dương trí thức, những gì bạn biết chỉ như một hạt nước nhỏ mà thôi. Thay vì thỏa mãn tự kiêu ngạo với chút vốn liếng nhỏ của mình, thì bạn cần phải học cách lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn nữa. Có đối mặt với những lời nhận xét phê bình gay gắt thì cũng phải nghiêm túc chấp nhận. Thứ hai, thà giả nghèo chứ đừng khoe khoang giàu sang. Phải nhớ rằng cuộc sống càng đơn giản thì càng thanh thản. Sự phô trương hay khoe khoang hào nhoáng thường kéo theo những mầm mống tai họa, thu hút nhiều kẻ tiểu nhân, kẻ nham hiểm, thâm độc và ganh ghét bạn nhiều hơn. Nghệ thuật sống của người thực sự thông minh là học được cách nhường nhịn và khiêm tốn. Nên nhớ rằng hoa có thơm, ong bướm ắt tự tìm đến mà không cần quảng cáo rùm beng. Thứ ba, thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần. Có lúc bạn sẽ thất vọng vì bạn đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Bất cứ lúc nào, bất kể điều gì có xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi sợ. Nếu bạn chỉ cần đắm chìm trong sự sợ hãi, sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối mà không mở lòng, thì đồng thời bạn đang đóng lại các cánh cửa cơ hội tốt đẹp ở phía trước. Thứ tư, thà khỏe mạnh mà không cần đến công danh lợi lộc. Nếu đặt hai thứ này lên trên bàn cân, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được dù không có công danh lợi lộc, bạn vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu không có sức khỏe, bạn đánh mất tất cả, chứ không chỉ là công danh lợi lộc. Do đó, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất mà mỗi người phải trân trọng và ưu tiên hàng đầu. Thứ năm, thà là bình thường, thà là người bình thường, cũng đừng mua danh chuộc tiếng. Tôi xin nhắc lại, thà là người bình thường, cũng đừng mua danh thuộc chuộc tiếng. Người ta nói có câu, thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn là giả tạo để kẻ khác coi thường. Bản chất của việc mua danh chuộc tiếng chỉ là sự dối lừa, đem lại cho bạn thị phi và mệt mỏi. Lúc trước bạn vinh quang bao nhiêu, thì sau khi sự thật bị phanh phui, bạn sẽ tủi hổ bấy nhiêu. Thứ sáu, thà rằng chịu thiệt còn hơn chiếm một món lợi nhỏ. Khổng Tử từng dạy học trò rằng: chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Làm việc mà cầu mong nhanh chóng thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm được sự nghiệp lớn. Đôi khi bạn gặp phải chuyện mà mang lại lợi ích cho bản thân mình chỉ dù là một ít, nhưng cũng đủ làm bạn phân vân. Con người chúng ta không thể tránh khỏi được cám dỗ, chỉ trích, hưởng lợi mà không muốn chịu thiệt dù chỉ là một chút. Thế nhưng phải hiểu rằng đôi khi có thiệt mới là phúc, có lợi lại là thần hòa.
Thứ bảy, thà thua một cách vinh quang chứ đừng chỉ luôn thắng mãi. Bạn luôn cố gắng thắng mọi cuộc tranh cãi nhưng bạn sẽ thua nhiều mối quan hệ. Đó là cái giá phải trả cho bạn quá chấp vào chiến thắng. Trong cuộc sống, thắng và thua có thể trở thành vô nghĩa với rất nhiều điều. Người thông minh luôn biết đạo trung dung, buông bỏ và nhường nhịn khi cần thiết để cân bằng mối quan hệ xung quanh. Thứ 8, tha chịu vất vả và chứ đừng ham muốn lạc thú. Ham muốn hưởng lạc trong một thời gian dài sẽ mài mòn ý chí, góc cạnh và sự đam mê của mỗi con người. Bạn rất dễ đánh mất bản tính cũng như tâm linh của mình trong sự thoải mái. Thà rằng vất vả và cần cù, chịu khó, chịu khổ để tôi luyện cái chí, gìn giữ năng lực của còn hơn. Đừng toan tính khôn lõi vì làm người. Không có ai là ngốc cả. Không phải kẻ khác chẳng biết toan tính thiệt hơn của bạn. Họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn. Thực ra những chiêu trò khôn lõi vặt vãnh của bạn, họ biết thừa và thầm cười trong lòng với nhau, chứ không ai chỉ ra cho bạn thấy. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Trên đời này, cái gì hỏng thì mình sửa. Sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày. 10 ngày chưa được thì sửa 1 năm. Quan trọng là kết quả nhận về xứng đáng với thời gian và công sức của mình bỏ ra. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen, nhưng tương lai rất có thể sẽ gặt về một thành tựu rất là lớn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn lắng nghe. Thì cái video này nó hơi dài hơn 3 phút bởi vì mình gộp hai cái lại thành một. Như vậy thì bây giờ xin mời quý vị các bạn hãy chiêm nghiệm lại những cái câu nói này và hy vọng rằng nó sẽ tạo động lực cho tất cả quý vị và các bạn. Nếu quý vị các bạn thích cái chương trình gọi là 3 phút mỗi ngày thì hãy nhấn like và chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình, cũng như là hãy comment để tôi biết được rằng là các bạn sẽ thích nghe những cái câu nói để tạo động lực, tạo cho chúng ta có niềm tin trong cuộc sống, cũng như là cho chúng ta một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo về một 3 phút mỗi ngày. Mặc dù hôm nay nó dài hơn 3 phút. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.